Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các nhà hoạt động của Berlin Animal Sex đã xuống đường phố. Không thể tin được, sáng sớm hôm nay các nhà hoạt động đã tiến hành một cuộc biểu tình để nâng cao nhận thức về liên kết giữa bùng nổ của Covid-19 và ăn động vật. Chúc mừng sự kiện, khoảng 20 nhà hoạt động lần đầu tiên đến một sân bay bị bỏ hoang mang tên là Tempelhof ở Feld và sau đó đi đến Berliner Dom, nơi họ đã đăng những biểu ngữ và phát biểu. Họ đi qua các đường phố và đi tàu điện ngầm mặc bộ đồ hazmat và mặt nạ, mang dấu hiệu để thức tỉnh công chúng. Hãy ăn chay để ngăn chặn việc bùng nổ dịch bệnh trong tương lai, để bảo vệ bản thân và hành tinh của chúng ta. Nguồn Animal Sex Movement. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.